Ngay chăng cái chỗ này cái phong cảnh đẹp quá nè cả nhà. Ngồi để ăn cơm để cho cả nhà xem cho nó thấy ngon hay cả nhà. Đây là một dĩa đồ chay của em. Đây là cái gục thì này cái nhà gục thì chay nhá. Chỗ này thì thịt cái người ta cũng thìa luôn á cả nhà. Em mua một cái phần dĩa này là 20.000. Còn đây là dĩa cơm trắng của em. Em ăn tương á, nó gọn lắm cả nhà, tại vì em cũng dễ ăn đó. Em ăn 49 ngày á, là tại vì ba mắt đó nghe nói là mình ăn cơm tương này á cho nó tốt với cả nhà nên em ăn đó, chứ em không có ăn thường xuyên hết cả nhà, tại vì ba mắt đó nên em ăn 49 ngày. Nếu cả nhà có ai thích ăn tương á thì ăn với em nha. Rồi bây giờ em mời cái nhà cùng em ăn cơm nha. Ở đây là thịt thìa này cái nhà, em mời cái nhà nha. Có ai thích ăn tương thì ăn cùng em nha cái nhà. Luôn luôn lúc nào nhìn dõi với đất cũng chúc cả nhà vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc hết cái nhà. Những món ăn đơn giản vậy mà nó ngon lắm cả nhà. Cái này gục thìa nè cái nhà. Ta làm đồ chay mà làm gục thìa là cũng thấy ngon quá cái nhà. Hay. Cái nhà không có gần cái đủ nó dai á. Ngon quá. Mỗi khi ăn cơm chay mà được nghe nhạc nữa mà cảnh đẹp đó cái nhà. Cái thịt đó, thì nó ngon hơn là cái ruột đó cái nhà. Mềm, không thấy cái mềm không? Còn cái ruột đó người ta thìa nó hơi bị cứng. Giờ ở Gạch Giá quê em cả nhà. Ăn đồ tương á, ăn đồ chay á cũng dễ mua. Một phần vậy là có 10.000. Em mua hai thứ là hai phần là 20.000. Thank you.
ta làm cái này nó xong nó mềm nó thấm ngon quá cả nhà. Ta kêu bằng thịt thìa. Cái bột thìa nó hơi bị cứng quá cả nhà. Hồi đó giờ chưa có ăn cơm ăn chay mà tới 49 ngày cả nhà. Giờ nè. Rằng là thử thách bản thân ăn tới 49 ngày luôn á cả nhà. Cái nước thìa ngon quá cả nhà. Tôi làm sao quá ngon. Tớt xanh thì tưởng không cay nhỉ, nó cay quá trời cả nhà. Quá gọn. Ăn tương á, ăn chay này nó gọn lắm cả nhà. Cái ăn xong rồi có ly trà đá uống ngon quá này cả nhà. Em mời cả nhà nha. Ăn món chay đơn giản mà nó cũng ngon quá cả nhà ơi. Video này em xin kết thúc là cả nhà. Hẹn video tiếp theo cả nhà. Bye bye cả nhà.